Hôm nay trà rồi đấy à? Vâng. Xin chào tất cả các bạn nhé. Đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Nguyễn Tất Thắng. Giờ thì hôm nay vào nhà em Báo để xem em mới làm hè làm hiên như thế nào và trà chiếc ra làm sao. Đấy. Hôm nay là thời tiết đang cực kỳ se lạnh luôn. Đó. Hình như là Hà Giang vùng cao như này là đang khoảng dưới 10 độ ở nơi này. Đổ dày thuế cơ à? À, Báo, nó dày quá không? Dạ. Đổ dày quá. Không, thì mỏng thôi. Hả? Đào đất xuống mà. Thế. Mà mỏng nó má chất từng 3 phân thôi. 3 phân à? Vâng. Bên này phát quang cái thứ hết đi giả. Thế này sân này lại phải cào đi tí nữa nhá. Cào chứ. Lúc mưa về nó mưa vào đây rồi. Mưa vào đâu? Mưa vào đoạn này. Dốc ra ngoài này tí. Vâng. Em hiểu không? Hình dốc không? Đúng là theo ý thiết kế của anh rồi. Đúng rồi, hè cái thứ này đúng theo thiết kế của anh rồi đấy. Vâng. Ừ. Đây đang mài đây à? Vâng. Đang mài đấy. Đây là bị đấy. Này phải lấy khẩu trang đeo vào. Nhanh đâu mà. Chiều là bắt đầu sơn được rồi. Chiều sơn luôn. Anh làm nhanh mà. Nhanh là xong hết. Chờ luôn biết. Anh bảo nhá, sơn tất một lượt ở trong của mình sơn hết đi. Xong là chờ cho nó khô, xong là đẩy lại một lần nữa. Vâng. Hiểu không nhá? Hai lần. Đấy, bây giờ là sơn qua một lượt cho nó kín hết đi nhá. Vâng. Xong là sau chỉ cần miết qua một lượt thôi. Đấy. Thế trong nhà này sơn vào màu gì? Màu mà hôm nọ mua đây. Vâng. Hai thùng đây. Còn pha với nhau. Chào em. Cái này sơn không phải pha với nhau đâu. Cái đấy cứ mang ra là sơn thôi. Sẵn hết rồi, hiểu không? Thế là chiều là cứ mở ra đấy là sơn nhá. Đâu nhỉ? Mở ra thử xem nào. Đâu nhỉ? Sơn á? Ngoan. Đi hẳn đi vào trong luôn. Cái này đánh cho bóng lên tí nữa không hơn à? Ê, sao này em quét nước xì cho nó đỡ bụi ấy. Đằng này quét xì đi nhá. Vâng. Trong này cái này là cái nhà tắm này là quét xì hết. Vâng. Nhà tắm nhà vệ sinh rồi. Thế nhà chẩn hôm nay nó ấy chưa? Hôm nay chắc lắc xong. Thế nên con chó nó cắn anh. Đâu nhỉ? Hôm nọ đây thùng này mình mua đây phải không nhỉ? Hai thùng kia là nhà thằng ấy ước mở thùng này ra nào. Thùng trắng là mua nó. Có thể cải không? Em lấy cái cải. Cải ra xem nào. Xem nào, dùng cái gì cải anh ước. Anh mang ra luôn. Cải xay này. Cải ra đấy. Chúng này chắc cải rồi nhỉ? Cải đi đây này. Phải không? Anh cũng đã sơn bao giờ đâu. Đây tình một thanh gỗ vuông nhỉ? Ở ngoài là ngoài thì sơn cái loại này nhá. Sơn màu vàng đấy. Cũng pha hết rồi. Hướng dẫn thế này, ước đọc cái rồi. Nó có hướng dẫn mà. Đấy, bề mặt phải khô đây, hoàn toàn trong một tháng này. Có nghĩa xây là phải khô. Làm sạch bề mặt bằng trà nhám bụi hết bụi bẩn đấy, quét đi. Vâng. Quét hết bụi. Trà này rồi xong đấy chổi chít quét đi. Quét qua loa xong mới quét qua thôi, không qua loa là như nào. Quét qua xong mới làm cái sơn này mà. Bề mặt bằng một hai lớp bột. Đây là phải bả thêm nhưng mà mình người không cần đâu. Cái này thì thôi. Đấy, cọ, con lăn, súng phun đều được. Pha đây này. Pha loãng này. 15% nước. Đúng rồi. Đây là 15% nước thì nếu mà mình lăn con lăn đấy. Còn nước thì mình pha 10-20% nước nên là phun đấy, cho vào súng phun đấy. Đây, pha thêm tí nước nhá. Một tí thôi nhá. Pha thêm một tí thôi. Cải thử xem. Chiều sơn luôn. Chưa mở sơn này bao giờ.
Chưa mở. Điện cho cái chú gửi, gửi hỏi Sơn thế nào, gửi thế nào. Con số thấy không? Xem nào. Xem cách Sơn như nào. Để anh điện cho bố vợ anh. Không, cách Sơn thì biết rồi chẳng. Cách Sơn này em không, em... có... à, người vẫn Sơn rồi. À em để báo Sơn đi. Vâng. Biết làm gì? Biết rồi. À, à, báo biết làm rồi gì? Biết rồi. À, em rể biết. À em rể của em biết làm Sơn là gì? Biết. À thế hẳn là nó gọi em rể ra. Được rồi, thế thôi. Thế thôi, nó để đây. Em rể biết rồi gì? Biết rồi, biết rồi. Được rồi, để nhà em rể Sơn nó khác từ Sơn hết. Thế á? Vâng. Nhà em rể của em á? Vâng. À thế hẳn là ông gọi em rể ông ra đây. Hôm nọ mình đi bắt lợn rồi vào nhà em rể rồi mình không nhớ ra. Này em trai ơi, anh hỏi đi. Cái này là em đã sơn rồi gì? Bây giờ cái này có phải pha thêm nước gì không? Pha thêm à? Ờ cái kia cái màu đấy là nó bảo màu đấy là màu sẵn đấy rồi nhá, không phải ấy gì nữa đâu nhá. Hả? Ừ, nó pha màu, nó pha xong rồi. Ờ, pha, ờ đúng rồi. Còn bây giờ mình pha thêm nước bao nhiêu rồi em biết sơn rồi gì? Ờ thế thì làm giúp báo nhá. Ờ ờ rồi, ok. Thì may quá có người đã làm rồi. Thế được đấy. Thế nhá. Anh đi đây xong à chiều là làm cái ấy rồi gì? Chiều là sơn luôn gì? Chiều sơn sơn luôn. Nếu mà em gái là sơn thớt, đây là mọi người sơn sơn cao. À. Đấy. Nếu mà hai người là sơn một bên, em gái là sơn thớt, hai người sẽ sơn cao thì chúng cao sông rồi. À, có chỗ đấy rồi, có cái lu đấy. Thế thì cứ lấy cả cái lu của ông Trần đấy lu trước đi. Xong hôm nào em học hết kinh nghiệm của em này xong là lên để hướng dẫn Trần nó làm nữa. Không được Trần nó cách mài nữa. Hả? Cách mài nữa gì? Vâng. Ờ được rồi, thế để anh bảo nó để nó ấy. Nhà anh Trần nó phải để sang tuần nó sơn. Cho nó khô hẳn đi, nhà nó là sau nhà em mà. Em mài thì cũng đơn giản không đâu mà. Ờ. Rồi ok. Được rồi. Thôi anh đi thôi nhá. May quá có em rể của Báo thì đã làm sơn rồi. Đấy, đây là bố của Báo. Đang bao giờ đổ sân đấy? Sân thì xi măng còn 4 bao. Rất cần đủ không? Chắc 4 bao thì làm sao đủ? Này là phải lấy thêm rồi, phải chỗ này phải 10 bao. Chỗ này đi. Nguyên hè này là bao nhiêu bao? Này này đi 6 bao. 6 bao à? 6 bao thì gấp đôi gấp 3 cái này, 12 bao. Thế bây giờ kia là 4 bao à? Vâng, 4 bao. 4 bao thì em lấy thêm cho anh là cứ lấy thêm 10 bao nữa đi. Vâng vâng. Lấy thêm 10 bao nữa về để làm. Vâng vâng. Không làm chỗ này còn làm chỗ kia nữa, đúng không? Vâng vâng. Nhá. Vâng vâng. Lấy thêm 10 bao về nữa. Vẫn còn quên cái gì. À, nữa mà. Ừ, lấy thêm là 10 bao nữa, tổng là 14 bao thì. Vâng. Còn 4 bao phải không? Ừ. Là đủ rồi phải không? Vâng. Là đủ cả làm sân làm mấy nhá. Vâng. Thế lấy thêm 10 bao nữa. Vâng. Cả làm sân cả quét nước xịt tinh. Quét nước xịt tinh mới cả chỗ này có đổ không? Đổ luôn chỗ này không? Chỗ này vẫn phải cuốc xuống ấy. Mà nếu mà xi có thì đổ luôn, xi không có để từ từ làm. Ừ, thế thì xi đổ luôn. Vâng. Cuốc cái chỗ này ra. Vâng. Nhá. Cuốc cho bằng. Ờ, cuốc thấp xuống. Vâng. Cuốc hết chỗ này đi. Vâng. Làm cho nó bỏ công làm. Bằng cái nền nhặt tán kìa. Ờ, không, vâng. Thấp hơn để cho vâng. Nước nha nó còn trôi vâng. Đi chứ. Em cần đầu sau này em cần đầu một cái rãnh đấy mà. Rãnh nào? Một cái rãnh đây. Đúng rồi. Xuống. Nước đằng sau này chảy ra. Đặt ống ở đấy vâng. Cho đằng sau nó chảy cái ống qua đấy vâng. Hiểu không? Xong đổ nền bê tông vâng. Thế thì quay ở chỗ này đi. Thế thì lấy thêm luôn là 15 bao nữa đi vâng. Cho nó đủ để cả vâng. Quét đầu hồi này mới cả ấy này nữa cơ mà vâng. Đúng không? Vâng. Cứ lấy thêm đi xong là anh khác gửi tiền. Bảo anh Trung anh chở cho vâng. Cát đủ không? Cát chắc cho nào. Cát một ba khuế lần tên nữa rồi. Cát ở đâu? Làm cả đàn sau đấy thì chắc không đủ. Cát còn tầng này. Cát bằng này thôi à? Làm cả đàn sau này nó lấy thêm luôn một xe nữa. Và kè này kè. Đổ luôn cả cái bếp này luôn. Nhá. Bên này. Sao? Từ từ hai đổ cái bên này. Ờ. Chỉ đổ đàn sau này được rồi. Ờ thế từ từ à? Ừ. Ờ được rồi. Thế thì từ từ. Chỉ nhá. Chỉ đổ đê với đàn sau này được rồi. Ờ. Thế đổ hết ở đây. Sân này mới cả cái đằng bên kia vâng. Đặt cái cống cho nước chảy ra vâng. Đấy.
mặt tiền này là sơn hết cái sơn mà bác bác Giang cho bác cho nhá. Chỗ này chắc một thùng là thoải mái rồi. Là sơn không anh? Có sơn hết từ đây đây, từ cái này. Em bảo trong nhà. Trong nhà cũng sơn. Sơn à? Trong nhà sơn hết đi. Hoành trắng mà. Hoành trắng. Sơn hết lên đây được này thì càng tốt này nhá. Hả? Hai lớp vào. Một lớp lót một lớp màu. Thôi mà cứ anh không không rõ về đâu. Em làm sơn rồi em cứ sơn được như nào tốt cho nó là đấy nhá. Em xem cho nó sơn là nó sơn nhà mấy thay này là sơn 4 lót cơ. Đấy nhưng mà đấy là lại còn phải có mua cả sơn lót về nữa cơ. Cái này không có sơn lót à? Không có sơn lót. Không có sơn lót thì lên màu nó không đẹp đâu. Thế thì không thì chiều báo lại phải phi ra để mua hai thùng sơn lót. Tức là mình phải sơn lót. Chỗ này đến hai thùng sơn lót không nhỉ? Này một thùng kia của nó hình như là sơn được hôm nọ mua kia là 400 mấy một thùng đấy. Này, ước cầm điện thoại anh đưa tiền cho báo báo chiều phi luôn ra cái chỗ đấy. Cái nhớ cái chỗ mà hôm nọ anh bảo em bảo. Dạ nhớ. Đấy, đi ra đấy hỏi là sơn lót à? Sơn lót. Thì là em lấy là hai thùng sơn lót nữa nhá. Nó có 400 mấy thôi. Không tại vì thùng kia là nó 400 nọ 440 mà. Cứ ra đấy lấy nhá. Lấy thêm hai thùng sơn lót để sơn lót hết đi. Tức là mình phải sơn lót mới lên màu nơi đẹp. Đúng rồi, anh mua một cuộn bao dính phải dán cái tường kia cho nó đỡ rơi màu. Mấy thùng bên ngoài kia nguyên toàn là sơn màu hết anh. Sơn màu hết đấy. Cái nhà này không dùng hết đâu. Không, còn một thằng nữa. Chứ đừng có dây dưa gì vào ấy. Trước mặt này là có một thùng rưỡi cái sơn cam kia thôi. Còn đâu là ở trong nhà là hai thùng. Trong nhà này hai thùng đủ không? Chắc còn thừa. Đấy. Thừa thì bôi xuống bếp nhá. Vâng. Còn đâu là chiều lấy ngay sơn lót nhá. Vâng. Về để lót trước nhá. Vâng. Ký xong đi luôn được. Bên ngoài thì chắc phải là lấy cái loại sơn chống chống gì chứ? Sơn sơn lót chống gì ấy? Anh không rõ. Đấy là cứ đi ra lấy sơn lót đi. Về cứ lót hết cả ngoài lẫn trong nhá. Cho nó wax slack. Có gì bảo thằng em nó tư vấn cho nhá. Cũng là nhiều rồi. Rồi. Đi đây, lên trên kia để trả tiền cho công thợ đã. Đây rồi. Hôm nay là thứ 6, bọn trẻ con nó nghỉ học rồi. Đây. Hôm nay bác vội, bác ở cơ quan thẳng vào không mua kẹo được rồi, không có nọ tha đâu. Bếp đây à? Chuồng lợn đây à? Chát vào rồi đây à? Cái này phải đắp ở dưới đổ nền đi. Trời rét này sao mày không mặc quần cho con cái nhỉ? Đây. Tự cởi đâu mà tự cởi bảo nó. Em xem chào anh. Rồi. Xin chào. Rồi. Mặc quần áo vào cho các con, trời rét thế này mà. Hôm nay nó được nghỉ rồi phải không? Đúng rồi, bít những cái lỗ ấy vào đi. Bên này nữa bít hết đi. Bên này bít rồi phải không? Xong hết chưa? Còn mỗi đấy nữa thôi phải không? Còn mỗi chân tường thôi phải không? Đẹp rồi. Mai nữa sơn vào nó là sáng lắm đây. Lần sơn lần xiếc nữa. Rồi ok. Đúng rồi, chan hết những cái ô thoáng vào đi. Hai cái ô thoáng này chưa chát à? Tí nữa chát cái này nhá. Trên cửa này. Đấy, hai ô bên này đắp hết vào rồi, đang đắp rồi. Nhà hàng Điết hôm nay thu hồi chưa biết.
Bảo chiều hôm qua lên nhưng mà xong lại không lên được. Điếc ốp gạch chân tường à? Đó, ốp gạch chân tường ấy. Biết làm á? Chịu khó lắm à? Thế à? Đấy, nhà Trần đây. Bên này là nhà của Điếc. Hôm nay là đổ chắc là xong cái ấy rồi. Cầu phao rồi. Đấy. Làm nó chuẩn chứ. Đây rồi, được rồi, bây giờ đi xuống nhà thằng người ấy xem nào. Đây, ai đào cái gì bên này đây? Em ạ. À. Đang làm gì đấy? Nó đào xung quanh nhà thôi mà. À, đào xung quanh nhà để cho nước nó đi đi gì? Vâng. À. Ừ. Mạch vữa như này là ok rồi, không sao cả nhé. Cái này hôm qua cái này nó mới đổ à? Hôm qua nó mới đổ. À. Đi lấy cho anh cái búa tạ nhá, về để chỗ đấy. Bảo hư thế. Được rồi, anh đi xuống dưới này không? Chờ tí nữa mới lên đây. Tối ai ngủ ở đây? Hả? À. Em ngủ ạ. Đây mấy người thở anh ngủ kia. Họ nó ngủ đây à? Đây là nhà của Sùng, xây lên cao lắm rồi. Chắc là mai là xong thu hồi. Rất là tốc độ. Đây. Đấy. Nó đang xây xong bên này là tường bếp. Cơm chưa? Chưa á? Đây là nhà em Sùng. Đây. Cái này chắc là mai. À, xin chào. Chắc là mai là đổ cầu được rồi. Lên cao rồi chứ. Sáng nay thợ cũng vừa nghỉ à? À. Ok đấy. Chỗ này dưới này thì được. Để xem mai kia bọn nó đổ được như nào. Nhớ vào để ô thoáng đây nhá. Đằng bếp kia nữa. Cửa. Chưa xây tường bếp phải không? Đấy. Ngon nghẻ hết. Rồi đi về đây nhá.
để ý họ làm nhá. Ờ, nhớ chưa? Xem họ làm những thứ như nào. Cái này khoan cho một cái ở đây để nó có cái chốt ở cửa này. Đây là xong hết rồi đây phải không? Sau lít cái này thì cho xi măng trắng vào. Đức ơi, anh nhờ đi. Nhà kia là nhà thằng Sùng thì mày mua cho anh cái gạch này, còn gạch nhà thằng Tiếc thì lại gạch màu như nhà Báo đấy. Hai cái giá tiền bằng nhau hết, 65.000 à 68.000 đấy. Cái này đây là ngày hôm vừa mua hôm qua đây là nhà thằng Tiếc thì cho cái màu như nhà Báo, còn nhà thằng Sùng thì đi màu này đấy. Sao lấy màu này cho nhà đỡ bẩn không? Nhà này bẩn nó đỡ lắm. Tiếc là nó thích màu xanh. Màu xanh bẩn này lộ lắm. Giống như nhà Báo. Cái kia phải sạch sẽ, ngày nào cũng phải lau được. Còn nhà thằng Trung nó sẽ cho màu này nhá. Màu lấy cả nhà thằng Tiếc là màu xanh như nhà Báo, giống hệt như nhà Báo ấy. Nó đặt đấy rồi. Bảo Điếc đi mua ấy đi, đi chưa? Chưa. Bảo Điếc đi mua ống nhựa chưa? Điếc nhà chuẩn nó ngồi sau đi. Nó bảo em chuẩn còn đi, em chuẩn nó bảo là em chuẩn chưa ăn cơm. Chưa ăn cơm, anh còn chưa được ăn đây này. Mày sẽ đi cùng thằng Điếc đi về để cho nó làm cái. Để đấy. Chạy đi nghe 15-20 phút rồi anh chưa được ăn. Số mấy cái 9 đây rồi. Mà có phải đi xa lắm đâu. Chưa được ăn. Đi đi hai anh em đi. Mua đây tìm vô. Mua đây tăng giảm thương. Xuống đến cái 9 đây này. Cái 9 đây còn rẻ hơn 20.000. Cái ống này là bao nhiêu nhỉ? Ống 200 anh ạ. Ống này nhá. Còn cho bằng cái cột này nhá. Ống này ống 20. Nhưng mà cửa vừa mới cung sắt đâu. Vừa ống 200 mà ống này ống 20 mà vẫn bằng cái dầm này mà anh. Không phải. Cái này nó có vừa cái khung sắt của anh không? Đó. Vẫn đổ 20 mà. Rồi ok. Thế đi chạy đi. Nhưng mà phải một thằng ngồi sau mát chứ. Đấy. Một giặt theo đi. Giặt còn gì? Em trai. Tấn ơi. Đây anh gửi tiền cho em là cái tiền 7 triệu tiền nhà vệ sinh của nhà Báo và 3 triệu tiền giúp ở đây, và bây giờ anh chuyển tiền cho em nhé, là 10 triệu đúng không? Còn nhà Báo thì hôm nào vào nhà mới thì anh gửi 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu. Đấy nhá, đủ rồi nhá. Đây, 200.000 ống nước. Em xin đăng ạ.
Em xin lên thờ. Ừ. Để cho đỡ phải kêu ca hoàn là thứ vái phù phép. Để cho chiều nay về cho Đức con làm. Đi đi khẩn trương em nhá. Đấy là tiền giả tiền cho mua đi mua ống nước. Thôi anh về đây. Ờ. Cái này xong đổ lên đi này. Đi em đổ luôn rồi. Đấy là thằng Trần bây giờ nó còn chưa ăn uống gì, nó còn đi phải mua hộ ống nước để đổ cột nhà cho ông Diếc ấy. Chưa được ăn uống gì đâu. Bây giờ 12 giờ thắng xuôi xuống dưới chỗ nhà báo. Đấy, rồi qua đây thì hôm nay thắng vào cũng rất là nhanh, buổi trưa không cơm cháo gì cả. Đấy. Qua đây, đấy, cho các bạn biết. Thắng quay qua cho các bạn xem nhé. Hôm nay thì hôm qua có bác mấy bác ấy bảo là quay rõ lại nhà anh Vư, tại vì thắng quay tối quá. Đây. Đấy, nhà anh Vư ấy nhá. Đó. Đấy, anh Vư ở nhà. Và thắng nữa là thắng xuống quay để hỏi anh Vư là cái con lợn của anh Vư đang nuôi này anh ấy có bán hay không, là để mua hộ cho anh Năng. Đấy, anh ấy muốn cho mua con lợn của anh Năng. Chào anh Vư. Con lợn to của anh có bán không? Không bán á? Để làm giống. Để làm giống á? Lợn cái à? Hả? Lợn cái hay lợn gì? Lợn cái. Con lợn cái à? Đây là anh Năng anh bảo là tưởng là nếu mà bán thì là mua để anh Thắng mổ xong là vào gửi vào đấy cho anh ấy. Đấy. Thì đây là nhà anh Vư đây nhá. Đấy, đây này. Đó, toàn cảnh ngôi nhà của anh ấy đây. Đấy, tét nước anh được tặng đây nhưng mà sao không sử dụng đi? Chưa lắp vào à? Hả? Lát thì lát rồi, nhưng chưa để nước thôi. Thế à? Đấy là Thắng quay qua đây cho các bác biết rằng là đây là nhà anh Vư đấy nhá, quay lại rõ ban ngày. Và anh ấy nhờ anh Năng anh có nhờ Thắng xuống là hỏi hộ xem cho là ui cẩn thận. Hỏi hộ xem là anh Vư anh có bán cái con lợn này không. Đấy, thế đây đây, con lợn đây. Thế là anh Vư anh bảo là anh không bán nhá, anh Năng nhá. Đấy. Vư đang để làm giống. Đấy, anh đây, con lợn đây. Con này là cùng đàn với con cụt đuôi của em. Vâng, con đàn có cụt đuôi của em đấy. Đây là em trai em nhỉ? Vâng, là em trai. Đây là con này là cùng đàn lợn cái à? Vâng, con này vẫn lợn cái. Cái á? Con của em cũng lợn cái. Chuồng mới ra đây nhỉ? Sáng nay làm. Nhanh quá đấy. Hôm tối là nhốt ở cái khe khe này đây. Bây giờ chuyển sang cái rừng rộng này đó. Thế anh Vư đến đưa cái nhanh ấy, như vừa hôm nọ cái bảo hôm nay cái là làm ngay có cái chuồng mới rồi. Nói được làm được luôn đấy. Thế là rất là tốt. Nhà anh Vư nhá. Đấy. Quay qua các bạn biết rồi. Thế là anh Năng nhá, là anh Vư anh ấy để con lợn này và không bán. Đấy. Và để nuôi thôi. Con này sẽ làm thú cưng của anh Vư. Ui giời. Tai to như chư bát giới. Rồi cuối cùng là Thắng xin kết thúc cái video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.